Rồi, hey, xin chào mọi người nha. Đó, ngày hôm nay thì Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người cái món là tôm càng cháy tỏi nha mọi người. Thì nói chung là cái món tôm càng này là không phải là tôm càng mình mua ngoài chợ. Tôm càng này dưới quê của Giang đem lên mọi người. Nên là có thằng em nó đem lên này, sẵn lấy mấy con đây là làm món xào tỏi cho mọi người cùng xem mà cùng làm theo nha. Đó, cái này nhỏ lớn có nha mọi người. Nó có mấy cái con mà vỏ nó lột nè. Đó, giờ Giang sẽ đi bắt đầu, Giang sẽ làm sạch sẽ nó nha. Cắt đầu rồi cắt xương sống rồi này kia rửa ráy sạch sẽ mình mới đi làm món nha mọi người. Đó, mọi người cũng làm thời gian nha. Tiếp tục cho mọi người. Thì hồi nãy lúc mà làm mấy con tôm này thì Giang không quay mọi người để mất thời gian mọi người đó. Giang cũng làm cho sạch sẽ rồi. Mình cắt cái đầu cái râu mình nhớ cắt con mắt ra nha mọi người. Chứ mình chiên mình để cái con mắt bằng tôm càng mình để con mắt tôm càng mình chiên nổ ghê lắm. Xong rồi mình chẻ cái đường của xương sống này ra nè, chẻ ít nhỏ thôi. Đó mọi người thấy mấy con tôm này con nào cũng có gạch hết trơn mọi người, có gạch có trứng rồi luôn nha. Thì nói chung mấy cái tôm này ở dưới quê của em ở dưới Bến Tre thì có tí một tôm ngọt nhỏ xô gì chắc độ 90.000 ký rồi mọi người, rẻ lắm. Đó, bây giờ Giang sẽ chiên nha mọi người. Ok. Đó. Rồi cái thời gian rồi mình chiên cái tôm bên đây mọi người. Cái tôm này thì chiên nó lâu chín hơn cái tôm sú nha mọi người. Nãy giờ Giang chiên nó cũng chín rồi đó. Rồi ok rồi, mình tắt lửa mình để đi cho nó ráo dầu. Qua đây thì Giang có làm một cái sốt này nha mọi người. Giờ làm một cái sốt xào tỏi. Rồi nên mình cho miếng tỏi xay vô mình phi lên cho nó vàng nha mọi người. Giang cũng có sử dụng tỏi cũ đó, tỏi cũ nhưng mà Giang chiên sẵn này, Giang để phía sau lưng á. Rồi phi cái tỏi xay cho nó vàng rồi cho một ít tỏi cũ vô nha mọi người. Rồi tiếp tục. Thì Giang sẽ cho cái sốt xào nha mọi người. Cái sốt xào tỏi này á, thì hôm bữa Giang có làm video hướng dẫn rồi nha mọi người. Cho tầm độ một vá lẩu thôi. Vá lẩu nhỏ. Rồi. Rồi tiếp nữa là một ít cà ri nha mọi người. Tại vì Giang cho trong cái chai này cho mình dễ bảo quản. Rồi tiếp tục nó cho một ít nước nha mọi người. Rồi mọi người đừng có cho nhiều nước quá, cho vừa nước thôi là được rồi. Rồi ok. Cho tôm vô thôi. Tôm cháy tỏi nha. Rồi lắc lên. À, lắc lên thôi mọi người. À, anh chị nào muốn ăn cay á, thì mình cho một ít sa tế đi, nó sẽ cay cay á mọi người. Còn cái này thì Giang làm nha, không muốn cho cay. Rồi ok. Rồi tiếp tục nữa là cho một ít ngò rau răm nha mọi người. Rau răm sắc nhuyễn vô nha. Rồi lắc lên cho chín rau răm là được nha. Rồi gấp là dĩa thôi. Rồi xong nha mọi người, chúc tất cả các bạn thành công và ngon miệng nha. Rồi này làm cho nhân viên nó ăn thôi. Bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ follow kênh của Giang nha mọi người. Cho Giang một tim nha.